Kính chào toàn thể cô bác anh chị em. Lâu rồi mới quay lại cái vườn mà mình có quay gobe đang lên trồng mít ruột đỏ Indo nha. Ruột đỏ sư vàng Indo nha. Đây là 1 năm tuổi rồi nè. Cái lá ruột đỏ Indo nó là như vậy nghe cô bác anh chị em. Còn cái lá mà của cái cây không phải Indo, là cái lá cái đuôi dài, mít chăn gai của mình là cái đuôi dài, lá đuôi dài. Còn cái bên đó là ruột đỏ Indo, nó cái lá nó không có cái đuôi. Đây, 1 năm mà hình như ông chú cũng đang cho trái á. Đây là trồng xen canh nha, cà pháo. Ông nói ông ăn cả năm rồi, một cái cây cà gì đâu quá chừng khủng luôn nè. Có một cái cây cà mà nó qua giống có 2 mét, có tàn nó có 2 mét. Cà pháo nghe, cà pháo xen mít ruột đỏ đâu. Đây mình vô mình quay lại cái vườn mà mỗi lần có quay khúc mà ông chú ông lên qua cũng tốt quá tài. Ông nó có trái để qua có cái clip nào nó có trái, quay cái trái ruột đỏ nó như thế nào. Chà, sao không làm cái đìa giáp vòng, không có đường đi ta. Ồ, vậy là đi giữa vườn mới có cái đường qua. Ồ, cà pháo nha. Cà pháo khoảng 10.000 ký. Mà ông trồng vậy ông nói kinh mua phân cho mít ăn dư luôn. Đây là hậu Mỹ Bắc, cái bè Tiền Giang. Chà chả này làm sao đi qua cái này, chắc đi hết một vòng luôn quá. Thôi đi đại đi, hôm đó mình không có đi tới bên đây, giờ mình đi tới bên đây luôn cho người ta nể. Cái bên còn lúa nha, đồng lúa mênh mông nha. Dướng cà rồi cô bác anh em. Ồ, cánh đồng lúa mênh mông. Đây coi ông có để mới trái rồi mà coi coi. Bị chai lá gì đâu chừng. Tốt thì cũng tốt, tốt quá quá tốt. Đây, tới cái khâu trái rồi cô bác anh chị em ơi. 12 tháng. 12 tháng là có để trái rồi nha. Cái trái này chắc cũng có tháng rồi nè. Ruột đỏ Indo. Không biết tiền nhiều tiền ít nhưng mà mới trồng 12 tháng là quất rồi nha. Này 2 tháng, này 2 tháng nữa là có thể là cắt được. Quay. Có dí nghe. Cà. Cà mít. Đây, cuốn nó cũng dài sọc nha. Cái trái nó cái cây này bằng cổ chân, bự hơn cổ chân. Cà pháo quá chừng trái của quá anh chị em ơi. Ai muốn xen canh này là có lý nè. Đây, mít ruột đỏ Indo đây. Kiến thì giữ kiến. Quá chừng kiến. Đây, Indo cục đó. Cái này còn bự nữa. Ồ, mới 12 tháng ông để trái luôn dữ ta. Wow. Có dí ạ. À. Cây đấy trái, cây đấy trái mà.
Ông trồng có 3 mét một cây, một hàng hai, một clip hai hàng, quá dữ rồi. Thôi đi tới đây cho vô đi, hết hết vườn không biết chừng nào xong, vườn này bự quá. Rồi xong, thông báo của bác anh chị em ha, là mít ruột đỏ Indo 12 tháng là có trái rồi, khoảng 2 tháng nữa là 14 tháng hoặc là 15 tháng là có cắt nha. 15 tháng là có cắt cho 3 tháng nữa đó. 3 tháng nữa là có mít ruột đỏ Indo. Ông này ông trồng, ông Út này ông trồng dữ quá. Chăm sóc dữ quá, mà ở đây sao lên đìa bự quá. Cái đìa này cỡ 4 5 mét ạ. 5 6 mét rồi. Qua nể. Này à, chơi à, dạng bét tiết kiệm à, quất cái hết vườn luôn quá. Quá chừng cà. Đi trong đây luôn đi. Đi trong giường mà không lẽ không có cái đường đi. Quá chữ, quá dữ. Cà trái lên khên chứ luôn. Đây, chân gà ở lộn Indo, ruột đỏ Indo. Cuốn dài 4 tấc. 2 gan, yếu 2 gan của mình là 4 tấc á. Lá xanh mừng mỡ. Không phá ít cây nữa trong cái đống cà của ông này. Qua dữ, qua dữ. Chú Út mình qua dữ. 12 tháng. Cái này là 10 tháng nè, có trái rồi. Cái này mà không cắt không bỏ rồi đó. Ông để trái là 10. Cái này, cái này bèo gì lắm rồi, cũng khoảng non tháng. Mít này nghe nói 4 tháng này. 4 tháng là cực. Từ khi nó ra đến khi cắt là 4 tháng. Nó còn nữa kìa. Quá chừng, cây này tốt dữ. Quá dữ anh em ơi. Nhớ kìa. Cục đỏ là cục đỏ mà sầu riêng là sầu riêng nha, đừng có xen. Mít ruột đỏ là, hoặc là mít chăn gai mà sầu riêng là đau lòng lý con cua lắm cô bác anh chị em. Cái nào nó cũng có kinh tế là nhân cao hết á, chứ không phải là không cao đâu. Nhưng mà với cái xu hướng hiện tại giờ thời buổi hiện nay mà sầu riêng đang sốt giá này á, thì chắc là mít sau này nó sẽ mắc lắm đây. Tại vì bây giờ mít sen sầu riêng, sen mít, mít sen sầu riêng gì đó bây giờ ta đóng mít muốn hết rồi. Người ta trồng quay qua sầu riêng hết rồi, tại sầu riêng giá nó sốt quá. Người ta muốn cho cái sầu riêng nó hạ sốt thì bây giờ ai ai cũng vùng trồng hết trơn rồi. Muốn nó hạ sốt là phải trồng nhiều, nhiều thiệt là nhiều là nó hạ sốt liền, không có nói gì hết. Quá khứ. Quá tốt. Bên đây không thấy cháy, bên kia cháy quá tài cháy. Toàn là bóng bét hệ thống này không nha. Rồi cái quy déo chừng non non 10 phút mình trái vô. Cà pháo đang trồng luôn nữa nè. Sen canh là nên sen canh thứ này, nhưng quan trọng là có công để hái hay không thôi. Cà để quay trở lại cây cà nãy bước vô nè. Cái tàn nó có 2 mét. Trái bình đĩa luôn. Trái nè. Này hái 4 bữa 5 bữa không hái lần, 4 bữa 5 bữa không hái lần, hái hoài hoài không hết cà. Quá chừng luôn. Rồi chào cô bác anh chị em, cảm ơn mọi người đã theo dõi.